cho em biết tên và chị làm ở đây thì bao lâu rồi chị? Chị tên Phấn, chị làm ở đây hồi tháng 12 năm 2021, chị làm cũng được năm mấy rồi. Chị là chị thích nhất khi chị làm ở Bnail? Điều mà chị thích nhất làm Bnail là vui vẻ, hòa đồng, thân thiện. Hơn nữa hệ thống chia khách thì chị rất là thích cái hệ thống đó, nên giống như là công bằng, dễ hiểu. Giờ giấc thì mình tự do, mình thoải mái. Thí dụ mình bữa đó mình mất công chuyện gì thì mình có được quyền mình lóc sổ, mình cắt giờ, rồi hết công chuyện rồi mình đi tiếp. Đó là chị rất thích cái vấn đề tự giờ giấc. Còn vấn đề tiền bạc thì rất là rõ ràng, minh bạch. Giống như mình có cái app thì tiền bạc lúc mà mình làm tới chiều thì mình được kiểm soát được cái tiền của mình hàng tuần, hoặc là tiền tiếp, hay là tiền mình làm được bao nhiêu thì đâu đó nó rõ ràng minh bạch vô máy, mình việc rất là dễ kiểm soát. Còn về vấn đề môi trường làm việc thì mình rất thích làm ở Bnail, tại vì thở trong tiệm Bnail rất là thân thiện, hòa đồng, vui vẻ, mình không có bị áp lực về vấn đề đó. Còn vấn đề dọn dẹp thì có người phụ mình dọn dẹp hết, mình chỉ việc là mình khắt khe khách của mình. Mình làm xong thì mình chỉ việc mình về thôi, chứ mình không có cần làm những cái việc dọn dẹp. Trong vấn đề mình làm việc mà mình có bận, mình không có rảnh thì quầy khắt khe mình, phụ mình như là tiếp khách, dẫn khách vô rồi mở nước hoặc này kia vậy đó, là quầy khắt khe cho mình hết. Vậy là vấn đề cái đó là mình không có cần phải lo. Vấn đề app thì nói chung thì mình cũng rất là thích vì nó rất là tiện lợi. Nhiều khi mình đang bận, mình chỉ cần mình cầm điện thoại lên là mình đã biết khách mình tới hay chưa. Vấn đề đó thì chị rất là thích xài app.